Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào anh. Dạ, chào anh Thái. Mến chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ những clip vừa qua. Nhà vườn em là 6 ông Nga, vườn Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 951 499, cũng là số Zalo của em ạ. Hôm nay em lên mã số F ạ. Một cặp quý anh chị em. 1F. Cao là 45 ạ. Nó ngang là 45 luôn ạ. Cổ 12. Một cặp Milo Batis nha. Cao 50. Nó ngang 35. Có được là 11 ạ. Và cặp máy số 1 xin Zalo là 240.000 ạ. Rồi một cặp bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Cặp Milo Batis. Số máy số 1. Máy số 2. Đo lửa cẩm thạch. Cao 45 ạ. Tới ngang 35. Cổ được là 8. Chiều cao 45. Ngang là 30 ạ. Cổ được là 8 luôn ạ. Cặp máy số 2 này xin Zalo là 200.000 ạ. Cặp cẩm thạch đo lửa mini quý anh chị em, rất đẹp ha. Số 3 cũng là một cặp công thạch đỏ lửa. Cao là 55. Ngang là 45. Có được là 9 ạ. Cao 50. Tới ngang là 45 ạ. Có được là 10 ạ. Máy số 3 này xin Zalo là 240.000 ạ. Máy số 3. Máy số 4 là cặp tím siêu bông. Cao 60 ạ. Ngang là 45. Có được là 9. Cao là 70. Tới ngang 45 luôn ạ. Có được là 11 ạ. Máy số 4 này giao lưu là 280.000 ạ. Số máy số 4. Số 5. Một cặp lá xanh nhiều màu. Cao 55. Ngang 35. Có được là 13. Cao 55. Ngang 35 luôn. Có được là 10 ạ. Còn máy số 5 xin Zalo là 260.000 ạ. Gồm có trắng tiết, tím lá xanh, red pizza quý anh chị em. Đây cũng 3 màu luôn ạ. Số 5. Máy số 6 là cặp dắt pizza. Cao là 65. Tới ngang là 50. Cổ là 11 ạ. Cao là 50. Ngang là 60. Có được đây là 12 ạ. Và máy số 6 này xin Zalo là 280.000 ạ. Máy số 6. Máy số 7 là một cặp đỏ lửa. Cao là 60. Ngang là 50. Có được là 13. Cao 65. Ngang là 55. Có được là 11 ạ. Còn máy số 7 này xin Zalo là 240.000 ạ.
cặp đó lửa. Số 8. À, cẩm thạch. Tám cây cẩm thạch nhiều màu. Cao là 65. Ngang là 55 ạ. Có ở đây là 18 ạ. Máy số 8 này xin giao lưu là 380.000 ạ. Gồm có cẩm thạch vàng, cẩm thạch cam cầu vòng, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông, Milo Batit 5 màu. Máy số 8. Máy số 9. Cái cẩm thạch nhiều màu luôn ạ. Cao 80 ạ. Tới ngang 55 ạ. Có ra được là 12 ạ. Còn máy số 9 thì xin giao lưu là 240.000 ạ. Cây này gồm có cẩm thạch hồng Sakura Blaikan, cẩm thạch tím tiết, cẩm thạch trắng, cẩm thạch hồng, tiết, trắng. 5 màu đúng chưa? Cẩm thạch siêu bông. 5-6 màu ha. Máy số 10. Máy cái cẩm thạch nhiều màu. Phong tàn đặc quýnh chị em. Cao 80. Ngang là 55. Có được là 16 ạ. Và máy số 10 này xin giao lưu là 360.000 ạ. Sakura Blaikan, cẩm thạch trắng là 2, tím tiết là 3, cẩm thạch vàng là 4, cẩm thạch hồng là 5. 5 màu ạ. Mình mã số 11 của một cẩm thạch nhiều màu. 5-6 màu anh chị em. Cao 70. Ngang 50. Có là 14 ạ. Và mã số 1 này xin vô luôn là 280.000 ạ. Số 1. Mã số 12. Cây lá xanh nhiều màu. Bờ lại canh lá xanh, tím lá xanh, trắng tuyết, tím tuyết, red pizza. Cây cũng 5-6 màu. Cao là 85. Ngang là 60 ạ. Có được là 17 ạ. Cây máy số 12 này xin giao lưu là 380.000 ạ. Số 12. Máy số 13. Cây lá xanh nhiều màu. Cây này ghép màu vẫn vậy quý anh chị em. Cao 75 ạ. Ngang là 55 ạ. Cổ cũng là 16 ạ. Này xin giao lưu là 300.000 ạ. Đây có thêm một cái bà la canh cẩm thạch. Xuống số 3. Máy số 4. Nó xanh nhiều màu. Red pizza, hồng tuyết, tím tuyết. Cao 65. Ngang 40. Có đó được là 15 ạ. Cái này xin giao lưu là 240.000 ạ. Số 4 ạ. Phép xuống số 4. Số 15. Cây tím bướm. Cao 60 ạ. Ngang 50 ạ. Có là 13. Và cái máy số 15 này xin giao lưu là 200.000 ạ. 200.000 máy số 15. Số 16. Cây cái tím bướm luôn. Cao 70 ạ. Ngang 50 ạ. Có được là 12 ạ. Và máy số 16 này cũng xin giao lưu là 200.000 luôn ạ. Số 16. Máy số 17. Cái gì hấu 3 màu. Màu vàng, màu hồng và màu đỏ anh chị em. Cây này tược khá là dài nha. Cao 75.
Ngàn là 60. Cổ là 11 ạ. Ok, mã số 17 này xin vô luôn 240.000 ạ. Vừa hấu 3 màu, này về quý anh chị em mình khai thác bo cực kỳ luôn. Số 17. Mình số 18. Là cái dưa hấu 3 màu. Cao 75. Cái ngang là 50. Có được là 12 ạ. Cái mã số 18 cũng xin vô luôn là 240.000 luôn ạ. Mã số 19. Cây dưa hấu 3 màu ạ. Cao cũng là 75. Cái ngang là 60. Cổ được là 16. Mã số 19 này xin vô luôn là 240.000 luôn ạ. Dưa hấu 3 màu. Mã số 19. Mã 20. Cái tim siêu bông. Cao là 65 ạ. Cái ngang là 50. Cổ là 16 ạ. Và mã số 20 này xin giao lưu là 260.000 ạ. Số 21. Cao là 75 ạ. Ngang là 50 ạ. Cổ là 16 ạ. Và mã số 21 này cũng xin giao lưu là 260.000 luôn ạ. Số 22. 22 cũng là tím siêu bông. Cao 70. Cái ngang 50. Có ra được là 17 ạ. Mã số 22 này xin vô là 280.000 ạ. Xin phép mã số 22 ạ. Mã số 23. Tím siêu bông xe lớn tàn nón quý anh chị em. Cao là 1 mét ạ. Cái ngang là 60 ạ. Có ra được là 20 ạ. Và mã số 23 này xin giao lưu là 420.000 ạ. Mã số 23. Mã số 24. Cũng mã số cuối clip của em ạ. Cây này mình chia hai tầng được nha quý anh chị. Cao 1m1 ạ. Tới ngang là 55 ạ. Cổ ra được là 19 ạ. Cây mã số 24 này xin giao lưu là 480.000 ạ. Phép xuống mã số 24. À, cuối clip cảm ơn anh Thái, cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa rồi ạ. À, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị clip khác ạ. À. Chào tạm biệt ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Anh Đông nha.